Và cái người mà có công đưa nghệ sĩ Thanh Kim Huệ và nghệ sĩ Chí Tâm quay trở lại với hai cái vai diễn kinh điển này là một người nghệ sĩ còn rất là trẻ, con nhà nòi truyền thống cải lương, cho nên là dù anh ấy có làm cái gì đi chăng nữa thì cái niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là với bộ môn cải lương, nó vẫn cứ đau đáu trong lòng của anh ta. Cái người nghệ sĩ mà Đại Nghĩa muốn nhắc đến ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp gỡ với nghệ sĩ Gia Bảo. Chào em. Nãy giờ thì anh có chia sẻ là Gia Bảo là cái người có công đưa những cái vở tuồng kinh điển quay trở lại với khán giả, và đặc biệt là trong cái vở tuồng Lan và Điệp này, mời được cặp nghệ sĩ tài danh Lan và Điệp được khán giả yêu thương nhiều nhất quay trở lại sân khấu tái hiện lại cái nhân vật này sau hơn 40 năm. Thì anh không biết rằng là ban đầu cái ý tưởng này nó xuất phát từ đâu thôi ạ? Dạ, thật ra thì cũng giống như là một cái sứ mệnh, em nghĩ đó là một cái sứ mệnh. Tại thật sự là từ xưa giờ là em là diễn viên kịch, rồi tự nhiên tới năm 2013 đó, thì khi mà làm cái đám giỗ cho bà Thanh Nga ở bên Mỹ, thì khi mà làm lại những cái trích đoạn mà hay nhất của bà Thanh Nga, em mới nói là ô sao mà những cái vở tuồng này nó hay đến như vậy, nhưng mà bây giờ lại gần như là không có làm. Thì em mới nói với ông nội là hay là mình làm lại hai vở Tiếng Trống Mê Linh và Bên Cầu Dịch Lụa, cũng giống như một cái lời chào của đoàn Thanh Minh Thanh Nga, cũng giống như một cái lời chia tay với khán giả, tại vì đoàn cũng không còn hoạt động nữa. Riêng em thôi thì em nghĩ là làm lại những vở tuồng mà bà Thanh Nga đã từng đóng, thì em đã làm được tới nay là cũng đã là 6 vở rồi. Thì đặc biệt là tới cái vở Lan và Điệp là thường là em làm cái thời điểm là trước Tết không à. Thì đợt này một buổi chiều nọ thì ngồi nghe là cái vở tuồng này, thì em nghĩ ra ý tưởng là em muốn làm cái vở này. Nhưng mà riêng cái vở này đã có rất nhiều phiên bản, nhưng mà phiên bản giữa chú Tâm và cô Huệ đóng là gần như chưa có. Nhưng mà nếu bây giờ không làm thì sau này cái thế hệ sau tụi con nữa không có đi coi. Đó là lý do mà Gia Bảo làm lại tất cả những vở tuồng nổi tiếng mà làm thời bây giờ. Tại vì nhiều khi hồi xưa cái hình ảnh không có đẹp, nhưng mà bây giờ mình làm lại cái hình ảnh quay đẹp, âm thanh hay, âm nhạc, rồi mình những cái kỹ xảo của sân khấu mình để vô thì các bạn trẻ sẽ cảm thấy là à, cải lương hấp dẫn, cải lương mới mẻ, hiện đại, chứ không có phải là cải lương là cũ. Gia Bảo kể một chút xíu về cái đón nhận của khán giả ba miền như thế nào trong thời gian vừa rồi đối với vở Lan và Điệp này đi. Dạ, phải nói là cái sự đón nhận của khán giả kinh khủng lắm. Bởi vì có những khán giả họ xem ở Sài Gòn hai đêm luôn, rồi họ bay ra Đà Nẵng họ xem, và họ bay ra Hà Nội họ xem luôn. Có những người họ mê tới như vậy đó. Và thật sự cái vở tuồng này, cái phải nói là người ta đón nhận rất là lớn. Bởi vì mình cũng làm những vở kinh điển, nhưng mà riêng cái vở này gần như là người ta thuộc nằm lòng từng câu từng chữ một đó. Cho nên là đã tái diễn được tới nay lần thứ 5 mà rất là nhiều ekip, mà ngày hôm nay rất là vui là có mẹ Dân cũng tham gia trong cái vở đó. Chị có ca không? Có ca mà. Dạ, giờ mời chị ca cho khán giả nghe. Khán giả đang chờ điều đó. Giai bà Thúy Liễu ca có một câu vậy thôi, cũng tập say mê, tập xong xuôi cái mọi người cũng đứng ở trong cánh gà coi, cứ chuẩn bị bà Dân ca mất rồi. Ê, đi ra coi con Dân nó ca kìa, vui lắm. Rồi ra thấy mọi người đứng ở trong ca không được luôn. Là do khớp hay sao chị? Khớp lắm. Nó câu nào nó nhớ không vậy? Quân nhớ không? Nhưng anh ta, nhưng anh ta là một kẻ, nhưng ta là một kẻ nhà quê, chức vụ lại nhỏ. Nhưng anh ta là một kẻ nhà quê, chức vụ lại nhỏ nhoi. Thêm gia thế quá, thêm gia thế quá, nghèo hèn. Trời xấu mà đi gánh nhục. Mà đi gì? Mà đi gánh nhục. Mà đi gánh nhục. Thà con ở trong chùa. Có một câu đó thôi. Nhiều đó thôi đó hả chị? Anh Tâm dạy, chị Huệ dạy, chị Thanh Thanh Hằng dạy, Thanh Thanh Hiền dạy, quá trời người dạy luôn, cũng không ca được. Mà đến bây giờ ca được chưa? Bây giờ không còn diễn nữa nè, ca được chưa? Thì đó mới ca đó. Trời ơi, vừa rồi chị nói chứ chị ca gì chị? Đó, bởi vậy. Bởi vậy. Đúng như em nói, cái tâm huyết của em á là muốn cho những cái thế hệ trẻ sau này biết về một cái nghệ thuật quá đẹp của Việt Nam. Sau này thì các bạn có nhiều những cái giải trí khác chi phối, cho nên là các bạn ít có tìm hiểu về những cái nghệ thuật truyền thống của dân tộc như là cải lương của chúng ta. Nhưng mà nếu như có cơ hội, hoặc là chúng ta có những cái để cho các bạn tiếp cận để thấy rằng cải lương hay và đẹp như thế nào, thì anh cũng tin chắc rằng là các bạn khán giả vẫn sẽ đón nhận cải lương một cách nồng nhiệt thôi. Nói về Gia Bảo thì thực sự là những năm trước đây á, là anh cũng như khán giả được biết Gia Bảo là một diễn viên hài thôi. Yeah. Nhưng mà qua chương trình Tài Tử Tranh Tài, Gia Bảo cùng với Như Huỳnh đoạt giải Á Quân á,
Mô truyền miệng lấy con thân ca bình thường. Miệng lấy bình thường. Miệng lấy bình thường. Đó, và không ngờ là Gia Bảo có thể là lột xác rất rất là nhiều trong từng ấy năm với nghệ thuật cải lương. Và cũng rất là mong trong thời gian sớm nhất được xem Gia Bảo diễn cải lương với một cái vai nào đó cũng được. Nhưng mà để thấy cái tài năng của Gia Bảo, vì Gia Bảo dạ rất là nhiều vai gái cũng có, rồi những bà già chua ngoa và đánh đá cũng rất là dễ thương. Cũng có một lần đóng vai bà Phủ. Dạ. À, lúc ra Đà Nẵng. Có đóng rồi. Là đóng vai bà lắm Phủ luôn. Em là bà Phủ hợp lý. Em làm tư liệu được. Anh tin em làm tư liệu ngon lành luôn. Cái gì cũng luôn. Được à? Nha. Dạ. Trừ Gia Lan ra cho anh nha. Với lại Lai Điệp bỏ ý định đó. Em có tập rồi. Bỏ ý định cho có tập thì cũng bỏ đi. Rồi ra bến ngó mong rồi hờn dẫn con đò. Không khó, khó lắm em ơi, đừng có làm. Vậy là có âm mưu rồi. Có âm mưu. Âm mưu. Gia Điệp cũng không được. Giai điệp thư sinh nghèo này kia, người ta chân chất, người ta gọn lắm nha Bảo, đừng có làm vậy. Tư liệu ok đó. Và hôm nay rất là vui khi được đón tiếp các cô chú, những người nghệ sĩ tài danh, một những người nghệ sĩ mà đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những cái bài diễn kinh điển như thế này, để đến với chương trình Vang Bóng Một Thời. Còn bây giờ thì xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và chị Hồng Vân sẽ trao tặng cho các nghệ sĩ của chúng ta những bó hoa thay cho lời cảm ơn từ chương trình. Xin cảm ơn nghệ sĩ Chí Tâm và Thanh Nguyên Huệ. Chúc cho cô chú luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục cống hiến lời ca tiếng hát của mình cho tất cả quý vị khán giả. Và chúc cho Gia Bảo thành công với những dự án sau này của em nha. Dạ, thưa quý vị khán giả, đến đây thì phần đầu tiên của chương trình Vang Bóng Một Thời xin được phép khép lại tại đây. Và phần sau của chương trình chúng ta sẽ gặp lại những nhân vật trong một vở diễn cũng rất là nổi tiếng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng quý vị khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau, 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ của ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình được sự tài trợ của tập đoàn Hòa Phát. Xin chào và hẹn gặp lại.